Này, chào cả nhà. Chào cả nhà. Này có em Bình đi chung với Hận thăm lời cá cả nhà. Hôm nay hả em ấy bận công việc nên hả nay mới được nghỉ. Mà không phải được nghỉ nữa mà xin nghỉ mới vừa lấy vợ xong nên xin nghỉ đi hưởng từng dập mặt. Ý lộn hưởng từng chăn mặt. Lâu quá không lâm thăm lời cá có nhớ không em? Nhớ chứ, nhớ lắm. Ghiền lắm mà đâu được đi đâu. Ôi. Thì hả giờ Hận mời cả nhà theo dõi màn hình đi với hai anh em coi bữa nay Hận có trúng được cá nhiều không nha. Chứ kỳ rồi hả Hận trúng quá trúng luôn. Kỳ rồi anh trúng hả cá lóc, cá chê, cá phi quá chừng cá luôn em. Đủ loại luôn ha anh. Ừ, sướng lắm. Ếch nữa, con ếch hả 4 lạng mấy. Ừ, dữ à. Ừ, ếch cụ luôn á. Thôi giờ lên đường cả nhà ơi. Ui, cái đầu tiên luôn anh em ơi. Ui, thấy trong cái lờ nó có động kìa. Mà không biết có lụm không. Ui, thấy con cua rồi, hai con cua luôn là thấy hiểu rồi em ơi. Cái đầu tiên. Ôi con cua càng kình chập bá luôn nè. Càng hú hồn luôn. Mà nó cũng phá lờ cũng hú hồn luôn. Để Hưng lên Hưng bắt hai em cua này ra. Rồi kiểm tra lên lờ coi có gách không nha. Cái cua vô nó phá kinh khủng lắm. Khui cái nữa anh em ơi. Ê dạ nãy giờ anh khui xui quá em khui em ơi. Ừ. Có không? Ý gì vậy? Hết. Ý. Ý đừng hết. Ngon mày. Nãy giờ anh khui chất quớt không à. Để em đây. Ừ. Nãy giờ anh khui chất quớt không mày khui được ếch giò mày. Kệ cũng được. Có còn hơn không? Lấy nhớ ếch cả nhà. Nãy giờ vô khui hai cái ba cái rồi. Mới đi vô được em ếch nè. Thôi lụm đi. Thôi tại mày ấy đưa, bắt được không em? Được. Bắt tay phải á. Ừ. Em ếch giò ngon. Em này vô cũng mấy bữa rồi, đầu chạy chạy rồi. Rồi cho nó vô hùng lấy nhớt đi. Vô chạy với mấy em luôn. Khui tiếp luôn em à. Em mình nó khui hên quá. Mình không biết có hên không. Ý, có con cá gì trắng trắng này. Ý, có hàng anh em ơi. Có hàng, lâm hàng rồi. Lâm được em cá lóc rồi. Ở bên kia có người nên Hận không có nói lớn được. Vô hàng rồi. Vô hàng rồi nè. Ngồi xịt lên miếng. Đó. Bên kia có người nên Hận không có nói lớn được nha anh em. Con cá gì vậy? Cá mè đó. Lụm cá lóc đây. Được không? Hay để anh bắt cho. Hay để anh bắt cho. Đó. Cái dân chuyên nghiệp không? Vì nó khỏe quá em ơi. Đây nè em ơi. Quá đã luôn. Nó mập nè. Xuống ghê không? Trên cá tuyệt vời luôn. Cho nó vô hồng rồi mình tiếp tục thôi anh em ơi. Ở bên kia có người. Khui tiếp thôi anh em ơi. Được em cá lóc là thấy có mùi sưng rồi. Không biết cái này có không này. Đây à. Khui hẹn. Hello Moto. Ý. Lụm. Có người hả? Ồ, có người trên kia cả nhà. Bữa nay sao mà người nhiều quá em ơi. Cái lóc hay cá phi đây? Giống cá phi vậy. Con cá phi chà bá luôn.
làm đi. Làm đi mắt cái này. Anh có một bát này cũng được. Im mày, im anh bắt cho ra nhẹ nhẹ. Mày giải quá là anh bóp đầu mày luôn á. Anh em ơi, một em cà phê nữa nha. Khui hàng anh em ơi. Cái này bữa hừng nhét nó nằm trong mà sao nó lội đầu ra hoài quá chừng rồi. Ê. Ê, như có thấy nó động động nước trong chai à. Ê, có hàng. Ê, con gì, con cá phi với một em cá lóc. Một em cá phi. Đó, vô kèo. Đây, quá đã. Thấy không? Hay, dày cái điểm này là lụm, là im liền. Lụm em này về cho bé, cho con bé nhà Hận nó ăn. Em cá phi. Ui dao dao. Một em. Hồi nãy em cá lóc, em cá lóc bay ra xém chúng nữa, thả lại luôn rồi. Vô. Đang Hận múc nước vô trong thùng, cái em ấy nhảy phát, tưởng bay ra hoài, ai ngờ đâu bay vô trong cái vỏ. U em này mới vô à, còn mướt ghê không, hay chạy chạy chút xíu cả nhà ơi, cho vô hùng luôn. Ừ. Được hai em cá lóc tiếp thôi anh em ơi. Cái này là bữa ngay đây chó sủ dữ lắm nè, còn chó sủ quá chừng luôn, sợ người ta biết nên hả. Bữa thường đổ con cá lóc ở đây đổ lẹ lên ra nè, nè không biết có lụm không, rồi thấy đống rong rồi. Thấy đống rong một nùi. Đống rong dơ quá dơ luôn. Ồ có ông anh ổng câu cá nghe cái lời của Hận luôn cả nhà. Sáng giờ ổng thấy luôn anh. Sáng giờ anh ngồi câu đi nó có nhảy vô. Quá dữ. Có hàng không? Ý. Lụm. Một em. Em này vô lâu rồi. Cá lóc mà. Ừ, cá lóc cá, cá bóng. Cá bóng tượng à. Em này vô lâu rồi, cái mỏ chạy tứ lung tung rồi. Đây. Vô kèo một em cá lóc. U cái người nó chạy bấy bá rồi. Nè em quay em bắt ra. Cái tay của em Bình đang bị hương nên hả không có bắt được. Ồ mặt lúc luôn. Thứ gì chịu nổi nữa anh em ơi. Trên cả tuyệt vời. Vô hùng. Có em cá bóng tượng nè, nuôi không? Nuôi anh. Nuôi hả? Nuôi bắt luôn. Chút nữa về nhà ghé bỏ nó vô hồ. Ừ em này vô lâu lắm nè em. Ý. Cái đuôi chèm lum mà. Vô. Em cua. Thu hoạch một em cua nữa. Ý, 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 ý. Ý. Lâm. Vô hùng. Cua tiếp anh em ơi. Ây dạ. Cái ngày gì đâu mà người ta ra đồng. Ê, 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 ê. Lụm, lụm, lụm. Xuống đây nè, xuống đây nè. Cái ngày gì đâu người ta ra đồng y như là đi chợ luôn á anh em ơi. Có hàng rồi mà. Từ từ coi người ta có nhìn không, Hận mới rút lên được. Ây dạ. Hồ cô. Vừa ếch vừa cá luôn. Hồ cô. Ồ. Gì? Ui dạ. Ồ cá chơi nè. Cá chơi đồng nè. Hai con cá chơi đồng. Một em hát lát, một em ếch, một em cá lóc. Ồ lóc ơi nó vô tứ lung tung luôn. Hồi nãy anh tưởng cặp cá lóc của em. Ồ con ếch nữa nè. Ngon 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 được hai con ếch. Vô kẹo.
Thứ gì chịu nổi. Ui em ếch nè. Ếch này nó xanh, nó đóng gông, nó xanh lè luôn cả nhờ. Đã ghê không? Vô. Vô, vô em ơi. Em cá lóc nè, cá lóc đực. Nó bị ốm đói. Ừ, cá đực nó bị ốm, nhưng mà cũng còn ok lắm nha anh em. Ừ, để cái vỏ ở đây, bắt cái đây. Nhét 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 chút nó làm cái uốn cái mắt tiêu luôn á. Vô. Ô gì, để có cá nuôi nữa nè. Phải. Ý, 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 ý. Ý, ý, ý nữa. Nó trơn lắm cả nhà. Ý, nữa. Cái giấy. Đây. Em hát lát đẹp ghê không? Mà anh nghe vô chút cua kẹp quá. Hên xui đi. Hên xui. Này cá chê đồng nè. Cá chê này dai lắm luôn. Vô. Đừng, 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 đừng. Hồi dính cái ngạnh luôn rồi. Cá chê này khó bắt nữa cả nhà. Nó cái chuyên gia bị dính hai cái ngạnh hai bên gì nó bắt cực kỳ khó. Mà bắt không khéo quá nó đâm một cái rồi nhức lắm luôn. Tới công chuyện luôn á. Rồi. Hết đâm. Quá im luôn. Thì được hai em cá chê đồng. Quá im luôn. Tiếp tục thôi anh em ơi. Cái này hôm nay cua nó hoành hành giết luôn á. Ê, bữa nay không có cua. Bữa nay vô em cá rồi cả nhà. Kìa. Ê, có cua luôn. Đã ghê không? Một em cua, hai em cua, một em cá. Ê. Ngon 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 ngon. Quá im luôn. Đây. Em này vô cũng mấy bữa rồi. Cái đuôi chạy quá chừng chạy luôn rồi. Quá im. Tưởng không vô, ai ngờ vô mấy bữa toàn là vô cua không à. Giá giết muốn xù đầu luôn cả nhà. Thôi, giờ để Hưng bắt ra nè. Rồi để bắt cua trước đi. Để mấy con cua hả, học học nó kẹp. Đó, một em cua. Vô. Mày ơi, chạy mày. Chạy đâu mày. Vô. Đây, nhan giặt chính. Sao còn khỏe như vậy? Đây. Em này mới mập nè. Cá này cá cái nè. Nó đang ôm trứng, trứng nhỏ à. À nó, cái đít nó nè, là nó đang ôm trứng, nhưng mà trứng nhỏ là chưa lớn. Cái trứng càng lớn á, là cái đít nó càng bự. Sao anh nói mày cười mày? Không biết gì đâu, mấy lứa rồi quá. Không, lứa này anh không biết đâu. Thôi, cho vô hùng mình tiếp tục đi. Còn hai cái cuối cùng luôn, cả nhà ơi. Này lặt lờ rồi, sao mà im điềm dữ vậy ta? Không. Có gì vậy? Ủa sao kỳ vậy? Không có con gì nữa trời. Có đúng con cá sặc nó dướng chết rồi à. Không biết có bị lúng không. Rồi đây cả nhà. Hai cái chót. Chót quớt hết trơn rồi à. Từ từ từ. Để anh lượm đồ trong vỏ ra hết rồi à. Máy được. Nè, đeo cho em bắt nè. Đó. Ê, coi chừng nó phóng ra nha. Đây cả nhà, từ đến mượn ra. Cái hùng cá của Hận nè. Được nửa hùng. Nửa hùng cá lóc với ếch. Nó nhảy hết lần rồi. Cá lóc với ếch với cua. Rồi, giết đi em, coi được hôm nay được nhiêu cá. Một con ếch. Ếch này bị con cua kẹp chết ngắt rồi. Hồi cư.
hang cua kèm con ếch luôn. Kẹp ác nhân mày. Bắt cho cứng nha em. Một em cá lóc vô. Còn con cua này đến bốc con cua luôn. Mày ba em cua. Ủa còn em nữa hả? Hai em ạ. Đâu? Bốn em cua. Coi chừng cá chê nha em. Hai em cá lóc. Dễ, dễ đi với vậy. Dễ như vậy. Đâu? Ê, nó nhảy ra không? Đây để anh ấy nó cho. Anh cầm mấy mét này cho xem chút nó nhảy ra luôn rồi cả nhà. Hai em cá lóc, một em cá phi rồi. Em cá lóc thứ ba nè. Đó, ba em cá lóc. Ui. U, bữa nay. Ui. Gì trong vỏ nhảy rồi, trong thùng nhảy túm lung tung vậy em. Xuống mày. Bốn em cá lóc rồi hả? Ủa vậy được, nay được năm em cá lóc luôn em. Năm em. Ủa đã vậy. Vô kèo. À, còn mấy em cá chê. Còn được hai em cá chê với lại một em cua, một em cá bốn tượng với lại trên tay một em ếch nữa cả nhà. Cho nó vô thùng đi. Hãy nắp lại. Đây, trong vỏ của Hận nè. Được hả? Năm em cá lóc. Năm em cá lóc, hai em cá phi với lại còn con ếch bị cua kẹp chết queo. Kẹp không hả luôn. Hả rồi, hả rồi, hả rồi. Ôi đất cư. U. Thành quả của bữa nay của hai anh em vậy là ổn định quá chứ em. Đúng là không ổn định này. Hầm ba cái đầu hay là hai ba cái mới là chất quốc hết. Mà cái thứ ba, cái thứ tư gì mới có cá luôn cả nhà. Tưởng đi rồi. Tưởng bữa nay hai anh em đi bụi rồi, ai ngờ đâu được gỡ gạt lên mấy cái gần cuối là lụm. Mà công nhận hả, mùa nắng này mà có 14 cái lờ rồi. Hôm nay hên không mắc á. Chứ nó mắc nữa là tiêu luôn. Tiêu luôn rồi. Mà 14 cái gì là thành quả là nó im quá im luôn hai em. Đúng rồi. Thôi, clip hầm lờ của hai anh em Hận tới đây cũng hả hết rồi cả nhà. Cả nhà cho Hận kết thúc video tại đây luôn nha. Cả nhà xem video này thấy hay cho Hận một like với một đăng ký để Hận có động lực làm những video mới hay chia sẻ tới cả nhà cùng xem cùng vui với anh em Hận nha. Bye, chào cả nhà. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.